Vâng, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Như cái tiêu đề các bạn đã thấy rồi, lại là 5 cái tip mới mà mình muốn đưa đến cho anh em. 5 tip này cũng sử dụng trên iPhone và nó sẽ là một cái chuỗi series tiếp theo. Đó, thì với những bạn nào dùng iPhone thì mình nghĩ là có bạn sẽ biết những cái tip này rồi và có bạn thì chưa biết. Và nếu bạn nào chưa biết thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi. Còn bạn nào biết rồi thì các bạn cũng sẽ theo dõi để biết là mình đã biết hay chưa. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào video thôi. Rồi, và cái tip đầu tiên thì đó là các bạn có thể chuyển ảnh live photo thành cái ảnh boomerang ở trên Instagram. Thì cái này mình nghĩ là nhiều bạn cũng có thể là các bạn đã biết rồi, nếu bạn nào các bạn hay chụp ảnh hay vọc vạch. Còn có một số bạn thì các bạn không biết cái tính năng này đó, thì bây giờ mình sẽ thử bật cái live photo lên và mình chụp một cái. Đây mình sẽ chụp. Và sau khi mà mình chụp xong đây, các bạn có thể thấy là mình nhấn giữ như thế này thì nó sẽ là một cái boomerang. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào Instagram của mình và mình sẽ cho nó xem, cho các bạn xem thử đó là nó là một cái ảnh boomerang. Đó là sau khi các bạn bật lên như thế này thì nó chỉ là một cái ảnh thôi. Tuy nhiên nếu các bạn nhấn giữ vào màn hình lâu khoảng 5 giây, đó bây giờ mình sẽ nhấn thử vào màn hình lâu khoảng 5 giây. Rồi, và như vậy là nó đã chuyển thành ảnh boomerang rồi nè. Thì nó như cái hồi nãy mà mình quay đó, thì các bạn thấy đây cũng là một cái tính năng khá là hay. Nếu như mà các bạn không muốn quay boomerang ở trên Instagram thì các bạn có thể sử dụng camera trực tiếp trên iPhone của chúng ta và sau đó các bạn up lên thành một cái boomerang thì nó cũng khá là hay. Ngoài ra thì với cảnh live photo đó thì các bạn vẫn có thể cắt ra từng đoạn để các bạn có thể up lên Instagram được. Cái tính năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chúng ta có thể chuyển một cái dữ liệu nào đó, ví dụ như là một cái đoạn văn bản mà các bạn tìm được ở trên Google hay là tìm được trên Safari hay là trên Facebook mà các bạn muốn lưu nó lại vào Note mà làm một cách nhanh á, thì các bạn không cần phải bấm copy xong rồi qua Note các bạn pass vào đâu, mà các bạn chỉ cần làm như thế này thôi. Đó là chúng ta sẽ tô vào những cái nào mà chúng ta muốn copy. Đây ví dụ như mình sẽ copy cái đoạn lời bài hát này. Sau đó các bạn bấm chia sẻ cho mình. Rồi, và sau khi các bạn bấm chia sẻ xong á thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó có cái ứng dụng ghi chú. Và ở ứng dụng ghi chú này thì các bạn chỉ cần bấm lưu một cái là tự động bây giờ ở trong cái ghi chú của các bạn nó đã có cái hồi nãy các bạn lưu vào rồi. Đây, đó, và nó đã sẽ lưu như thế này. Thì đây cũng là một cái tính năng khá là hay, các bạn có thể share thẳng vào trong cái phần note của chúng ta luôn. Chúng ta không cần phải đi gọi là copy xong rồi qua note chúng ta pass vào hoặc là phải làm cho nó phức tạp hơn. Thì mình thấy cái tính năng này cũng khá là nhanh và khá là hay. Cái tính năng tiếp theo đó chính là chúng ta có thể chuyển ảnh live photo về ảnh thường. Cái này thì mình nghĩ là bạn nào mà các bạn hay chụp ảnh thì các bạn cũng có thể biết rồi. Ở đây mình đã có một tấm ảnh live photo mà hồi nãy mình đã chụp rồi. Và nếu như các bạn muốn cắt một tấm ảnh này ra trong những cái ảnh, trong những cái shot của cái live photo hồi nãy, thì các bạn chỉ cần bấm vào sửa ở đây. Sau đó các bạn chọn như mình cái dấu live photo ở đây nè. Và các bạn có thể chọn từng khung một. Đó, thì các bạn sẽ bấm đặt làm ảnh chính luôn. Thì như vậy các bạn có thể chọn được cái shot ảnh nào mà các bạn thích trong cái live photo đó để các bạn giữ lại. Thì ví dụ như mình có thể chọn cái shot đầu tiên hoặc là cái shot thứ hai. Đó, thì ở đây nó chụp rất là nhiều shot. Đó, chúng ta có thể chọn. Cái tính năng thứ tư mà mình vừa tìm được đó là về ở trong cái phần note. Nếu như mà trước đây khi mà các bạn soạn Word hay là soạn những cái văn bản á, các bạn cần những cái mục mục lớn, mục nhỏ, sau đó thì những cái mục tiếp theo nó sẽ được cắt đầu dòng vào. Thì với cái phần note này bây giờ các bạn vẫn có thể làm như vậy được. Ví dụ như các bạn có thể đánh số ở đây, ví dụ như là nợ người nào đó ở đây một số tiền nào đó, đúng không? Ví dụ như là nợ mẹ 2 triệu hoặc là nợ anh nào đó 2 triệu. Đó, thì các bạn có thể tách nó ra. Đây ví dụ như mình cầm mình kéo một cái thì nó sẽ đi vào trong và mình sẽ kéo cái này đi theo. Kéo cái này vào trong luôn. Đó, thì nó sẽ tạo ra những cái mục nhỏ khác nhau như thế này. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn có thể gọi là tách được những cái ghi chú ở trong phần note, cái nào là cái ý chính, cái nào là cái ý phụ ở trong trên iPhone. Thì mình thấy cũng khá là hay. Đây mình có thể kéo 4 mục luôn. Đó, 3, 4, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, đủ 4 mục luôn, kéo nó đi theo một cái hàng luôn. Đây mình sẽ kéo tiếp. Đó, thì nó sẽ kéo một hàng dài như thế này và chúng ta có thể tách mục nó ra được. Và mình thấy cái tính năng này cũng khá là thú vị và chúng ta có thể áp dụng cho những cái bài học ghi ở trên lớp. Cái tính năng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là nếu như mà trước đây á, ở trên những cái tai nghe sử dụng cho iPhone các bạn không thể tinh chỉnh âm thanh được, các bạn không muốn bass to hay là bass nhỏ hay là âm thanh nó mở hay là âm thanh nó đóng á, thì cái việc đó khá là khó. Tuy nhiên là bây giờ ở trên iPhone các bạn đã có thể tinh chỉnh nó rồi. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ vào trong phần trợ năng và mình vào phần AirPods. Sau khi mà mình vào phần AirPods xong á thì ở đây mình có một cái đó là cài đặt trợ năng âm thanh. Ở trong cái phần cài đặt trợ năng âm thanh này thì các bạn vào cho mình phần thích nghi tai nghe nè và các bạn mở lên. Đó, và các bạn có thể bấm cho mình là thiết lập âm thanh tùy chỉnh, các bạn bấm OK.
Rồi và ở đây thì nó sẽ cho các bạn đó là chỉnh âm thanh cho âm cân bằng nè, độ sáng hoặc là khoảng giọng nói. Nó thì ngoài ra ở dưới này nó còn có một cái nữa là âm thanh nhỏ sẽ được tăng cường lên nhẹ hoặc trung bình hoặc là mạnh. Đó thì các bạn có thể tinh chỉnh ở đây. Đó, các bạn có thể chỉnh nó như thế này thì những cái âm thanh nào mà nhẹ nhẹ, ví dụ như là tiếng jazz đồ này kia thì các bạn có thể chỉnh cho nó to lên được. Đó thì cái này cũng là một tính năng khá là hay. Ngoài ra ở cái phần này thì nó còn cho các bạn tinh chỉnh những cái ví dụ như là cân bằng nè, là kể cả trái lẫn phải. Là nếu như mà các bạn nghe tai nghe của các bạn một bên to một bên nhỏ thì các bạn cũng có thể chỉnh làm sao đó cho nó về cân bằng lại được. Và nó giúp cho hai bên tai nó phát cùng một cái cường độ âm, làm cho chúng ta đỡ bị đau tai hơn. Tại vì những cái tai nghe mà bị cái lỗi là bên to bên nhỏ nghe một thời gian nó sẽ khá là nhức đầu, và các bạn có thể tinh chỉnh ở trong phần này được. Thì bây giờ Apple đã tập trung vào cái tính năng gọi là chỉnh âm thanh ở trên iPhone rồi. Đó. Rồi và đó là năm cái tính năng mà mình vừa tìm được ở trên iPhone. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì các bạn đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại VTV. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.